Viettel chính thức phát hành siêu phẩm Badlanders. Tải ngay trên Google Play và App Store. Tuấn Trần đóng nam chính trong phim điện ảnh Mai của Trấn Thành, Ngọc Trinh, Lý Nhã Kỳ được nhắm cho vai nữ chính. Mai là phim tâm lý, hay được Trấn Thành lên ý tưởng và chấp bút bởi biên kịch Bình Bồng 1. Phim dự kiến ra mắt khán giả vào dịp Tết 2023. Mai là dự án mà Trấn Thành lần đầu trực tiếp cầm trịch một bộ phim điện ảnh trên cương vị đạo diễn, bên cạnh vai trò sản xuất và diễn viên. Đồng hành cùng anh là đạo diễn hình ảnh Diệp Thế Vinh, người từng góp công mang lại những thước phim chân thực và xúc động trong Bố Già. Dàn nghệ sĩ góp mặt trong phim còn có Hồng Đào, Lê Giang, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu, Anh Đức, Lê Dương Bảo Lâm, Quỳnh Uyển Ân, Vũ Quốc Khánh. Trấn Thành vẫn đang tìm kiếm gương mặt đảm nhận nhân vật nữ trung tâm của phim bởi đây là vai diễn khó, yêu cầu một diễn viên phải từng trải qua nhiều nỗi đau để có thể giúp anh truyền tải thông điệp bộ phim. Trấn Thành chia sẻ Mai sẽ là nhân vật mang sứ mệnh khiến những người phụ nữ cảm thấy được an ủi và thấu hiểu sau khi xem phim, còn cánh mày râu sẽ biết cách cảm thông và yêu thương người phụ nữ của mình nhiều hơn. Nam diễn viên cũng từng gặp nhiều gương mặt nổi tiếng để tìm kiếm vai nữ chính cho phim như Lý Nhã Kỳ, Ngọc Trinh, Salim. Tuy nhiên, vai nữ chính Mai vẫn còn là ẩn số chưa được ekip hé lộ. Tuấn Trần tiếp tục trở thành gương mặt được đàn anh tin tưởng giao vai nam chính. Vai diễn hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một Tuấn Trần hết sức mới lạ. Khi anh hóa thân thành một chàng trai đào hoa, không nhớ nổi tên những cô gái mình từng hẹn hò nhưng lại đắm đuối si tình Mai, cô gái xinh đẹp, trải đời khiến bao phụ nữ phải ghen tị, còn đàn ông thì khao khát. Nam diễn viên cho biết anh đã từ chối 4 dự án trong năm qua vì muốn dồn toàn bộ tâm huyết cho vai diễn này. Về áp lực thì không chỉ riêng vì mình em đâu, mà em nghĩ là tất cả các diễn viên khi mà làm một sản phẩm gì đó của anh Trấn Thành đều rất là áp lực. Tại vì ảnh là một người để ý điều tiết rất là nhiều và luôn mong muốn sản phẩm mình phải hoàn hảo. Cho nên là làm việc chắc chắn phải tập trung tối đa gần như là 200% sức lực của mình. Và cái áp lực thứ hai là ví dụ như vai diễn quán được nhiều người dành một cái lời khen cho em, và em luôn luôn bị một cái áp lực là cái vai diễn sau phải tốt hơn cái vai diễn trước. Có một cái khoảng thời gian là sau cái vai diễn quán đó em nhận được một số lời mời đóng phim. Thì lúc đó đó là em bị cân nhắc nhiều thứ lắm. Trong đầu em nhảy số rất nhiều thứ, là nào là câu hỏi là cái vai diễn này có hay hơn hay không, rồi cái vai diễn này nó có vượt qua nổi quán hay không, rất nhiều. Thậm chí chị quản lý của em, chị Vũ á, chị rất là sót. Chị sót là tại vì sao em bỏ nhiều cơ hội quá như vậy. Tại vì trước đây á, nếu như bất kỳ một lời mời nào đối với em á, nó đều là cơ hội mở ra trước mắt. Còn bây giờ em phải cần một cái khoảng thời gian để em cân nhắc, để em suy nghĩ cái điều đó. Và khi mà em suy nghĩ thì em mới thấy rằng thật ra cái việc mà mình phát triển trong sự nghiệp á, nó không phải là nó qua một vai diễn, mà một người diễn viên sẽ phát triển qua một cái quá trình rất là dài. Cho nên là mình muốn dự đoán được tương lai thì mình phải cố gắng ngay từ bây giờ. Đó là lý do tại sao mà trong cái dự án kỳ này em sẽ cố gắng 200% sức lực của mình, cố gắng nhiều hơn nữa. Tại vì em nghĩ cái vai quắn á, nó chỉ là tên một nhân vật thôi, và Tuấn Trần mới là giá trị thật. Và em sẽ cố gắng để em phát triển cái Tuấn Trần nhiều hơn nữa, để không sống trong cái bóng dáng của thằng quắn. Ý tưởng với Mai được Trấn Thành cùng vợ là Harvey Won cùng nhau phát triển. Nam nghệ sĩ cho biết vợ dành cho anh rất nhiều góp ý và lời khuyên cho dự án mới này từ góc độ một người phụ nữ. Khi được hỏi liệu có lựa chọn Harvey Won cho vai nữ chính không, Trấn Thành tiết lộ, tôi và vợ có một giấc mơ điện ảnh riêng. Câu chuyện của Harvey Won sẽ được kể sau 10 năm nữa. Còn hiện tại, Mai là bộ phim hoàn toàn riêng biệt. Nói về dự án điện ảnh thứ hai của mình, Trấn Thành chia sẻ anh không đặt nặng áp lực vượt qua kỳ tích doanh thu của Bố Già. Điều anh mong muốn hơn cả chính là có thể làm mới bản thân mình và cả những người bạn, người đồng nghiệp thân thiết của mình trong phim mới. Các bạn sẽ nhìn thấy những Tuấn Trần, Lê Giang, Anh Đức, Lê Dương Bảo Lâm hoàn toàn khác biệt. Về cá nhân mình, tôi chỉ mong mình tốt hơn ngày hôm qua, Trấn Thành bày tỏ. Anh cũng hy vọng giới chuyên môn sẽ đánh giá bộ phim của mình tốt hơn, có ngôn ngữ điện ảnh tốt hơn Bố Già. Khác với Bố Già, Mai được tiết lộ là một câu chuyện gai góc hơn, nói về những định kiến của đám đông xã hội về một số kiểu người nào đó. Trấn Thành nói rằng mình muốn đưa những góc nhìn khác của cuộc sống lên màn ảnh rộng. Mai sẽ là tác phẩm thuần Việt 100%, và Trấn Thành hy vọng câu chuyện đậm chất Việt này sẽ được đón nhận không chỉ ở trong nước mà còn ở những thị trường quốc tế khác. Đó chính là mục tiêu lâu dài mà Trấn Thành theo đuổi trong điện ảnh. Mai dự kiến ra mắt khán giả dịp Tết 2023. Xin mời ạ. Câu hỏi tiếp theo. Tôi xin tiếp nối cái lời của anh Hồ lúc nãy là còn một người bạn thân nữa của anh Thành là cũng rất là giỏi,
mà cũng rất là dễ bị thị phi và diễn xuất cũng rất là tốt, đó là Hồ Ngọc Hà. Thì không biết là Trấn Thành đã có bao giờ có ý định mời Hồ Ngọc Hà tham gia trong dự án này chưa? Yeah, tôi có. Tôi rất muốn mời Hà vào dự án này luôn, tại vì Hà cũng khá là hợp với Mai. À, thế nhưng, tôi nói chỉ thế nhưng Hà bị diva quá. Có là các bạn nhìn vào Hà, các bạn thấy Hà đẹp quá đi. Kiểu mà đẹp theo kiểu là giàu có quá đó. Mai không giàu được. Mai không giàu được như thế. Cho nên là những người khác, tôi nghĩ là tôi có cách để tôi làm cho họ bớt xịn hơn, bớt sang hơn để vào nhân vật. Tôi không biết tôi phải làm gì với Hà để cho Hà bớt. Tại vì mình nhìn Hồ Ngọc Hà quen quá mà Hà đẹp quá rồi. Tôi không biết cách nào tôi làm Hà mà trở nên nghèo nàn đi á. Dạ. Tôi không biết cách á. Dạ. Chứ thật sự là rất muốn á. Nếu như vậy thì chắc là nhạc phim của Mai thì có thể để cho chị Hà hát được không ạ? Tôi đang hỏi là có phải là Hồ Ngọc Hà gài người vào đây không ạ? Dạ không phải đâu. Sao bạn bảo vệ Hà một cách tuyệt đối như thế ạ? Dạ. Tôi sẽ cân nhắc lời đề nghị của bạn. Dạ vâng, xin cảm ơn. Chắc chắn là Hà Hồ Ngọc Hà thì cũng đã trải qua nhiều nỗi đau và tôi nghĩ là cô ấy, biết đâu cô ấy cũng sẽ thể hiện một cái bài nhạc phim rất là hay. Không, tôi hy vọng. Dạ, cảm ơn bạn lời đề nghị này. Viettel chính thức phát hành siêu phẩm Badlanders. Tải ngay trên Google Play và App Store.